Mỗi sáng uống một cốc nước này, cơ thể tự thải độc, lại hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe. Biết mà uống sớm, sống thọ 120 tuổi. Hoan Hỷ kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Thưa quý vị, duy trì thói quen uống nước vào buổi sáng là một điều rất tốt. Một ly nước uống sau khi thức dậy vào buổi sáng sẽ giúp cho bạn thanh lọc cơ thể, bổ sung nước, dinh dưỡng cần thiết nếu bạn chọn đúng. Ngược lại, cơ thể sẽ mệt mỏi, mất nước và sinh ra nhiều bệnh tật. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập sẽ chỉ cho bạn loại nước uống tốt nhất cho buổi sáng bạn không nên bỏ qua nếu muốn cải thiện sức khỏe, làn da và đặc biệt là việc giảm cân. Mỗi sáng uống một cốc nước này, cơ thể tự thải độc, lại hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe. Biết mà uống sớm, sống thọ đến 120 tuổi. Chanh là một nguồn vitamin C dồi dào, có tác dụng như một chất chống oxy hóa tự nhiên. Nó giúp loại bỏ những gốc tự do có hại trong cơ thể, chặn đứng rất nhiều ảnh hưởng xấu của làn da bạn. Uống nước chanh ấm đều đặn mỗi ngày không chỉ trang bị tốt để chống lại nếp nhăn và quá trình lão hóa sớm, mà còn hình thành những thành phần trong nước chanh có khả năng chống lại ung thư mạnh gấp 10.000 lần so với điều trị hóa trị. Và dưới đây là danh sách những lợi ích tuyệt vời mà bạn có thể được chỉ với một ly nước chanh ấm vào mỗi một buổi sáng sớm. 1. Tiêu diệt tế bào ung thư. Nghiên cứu gần đây của những nhà khoa học khẳng định rằng chất chống ung thư của nước chanh mạnh gấp 10.000 lần so với hóa trị. Chanh chỉ hủy tế bào ung thư, cắt từ 2 đến 3 lát chanh mỏng cho vào cốc, thêm nước nóng. Nó sẽ biến thành nước có tính kiềm, uống hàng ngày bất kỳ với ai cũng đều tốt. Chanh còn được chứng minh là có khả năng hỗ trợ khi chữa những chứng bệnh tương tự, tốt hơn vạn lần so với doxorubicin thường được thế giới ứng dụng trong hóa trị ung thư. Chanh còn có khả năng làm giảm sự sinh trưởng của những tế bào ung thư. Ngạc nhiên hơn nữa, chanh dùng để áp dụng vào việc trị liệu những bệnh ung thư, nhưng chanh chỉ có thể phá hủy tế bào ung thư ác tính chứ không làm ảnh hưởng đến tế bào ung thư lành tính. Và chanh chính là cách phòng chống ung thư tuyệt vời nhất. 2. Tăng cường khả năng miễn dịch. Chanh có hàm lượng vitamin C và kali rất cao, trong đó vitamin C sẽ bảo vệ bạn chống lại những bệnh cảm lạnh thông thường và một vài bệnh liên quan đến viêm nhiễm. Kali có tác dụng kích thích chức năng não và hệ thống thần kinh, giúp bạn kiểm soát được huyết áp. Như vậy, nếu bạn thường xuyên uống một cốc nước chanh thì hệ thống miễn dịch của bạn, của cơ thể bạn sẽ rất khỏe mạnh để bảo vệ bạn thoát khỏi bệnh tật. 3. Cải thiện hệ tiêu hóa của bạn. Uống một ly nước ấm vào mỗi buổi sáng sẽ có tác dụng kích thích đường ruột và nhu động ruột, làm sạch hệ thống tiêu hóa của bạn sau một đêm. Nếu bạn cho thêm chanh vào cốc nước ấm sẽ tốt hơn rất nhiều. Chanh vốn là loại trái cây có hàm lượng khoáng chất và vitamin cao, giúp đào thải độc tố trong đường tiêu hóa. Vì vậy mà một ly nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng sẽ kích thích và kích hoạt toàn bộ quá trình tiêu hóa, giúp bạn được khỏe mạnh hơn. 4. Giúp cải thiện chứng táo bón. Hãy duy trì và phát triển thói quen uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng, vì điều này sẽ giúp bạn đảm bảo thoát khỏi táo bón cũng như những vấn đề khác liên quan đến dạ dày. Nước chanh ấm sẽ kích thích và điều hòa nhu động ruột của bạn. Bên cạnh đó, nó còn chữa lành những chấn thương xuất hiện của bạn trong quá trình bị táo bón. 5. Có tác dụng như một chất tẩy rửa, thanh lọc cơ thể tự nhiên. Theo nghiên cứu y học, thì một ly nước chanh ấm sẽ giúp thải độc và thanh lọc cơ thể của bạn bằng cách loại bỏ tất cả những chất độc hại được tích lũy trong cơ thể. Nó giúp cơ thể bạn loại bỏ được những chất không mong muốn, vì chanh làm tăng tốc độ bài tiết của nước tiểu trong cơ thể. Do đó, những độc tố được đào thải với tốc độ nhanh giúp tăng cường đường tiết niệu khỏe mạnh. 6. Tăng cường chức năng phục hồi. Acid ascorbic, vitamin C có trong chanh còn giúp tăng cường việc tự chữa lành của cơ thể. Tương tự như vậy, nó cũng là một chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc duy trì xương, mô liên kết và sụn. Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng vitamin C có đặc tính chống viêm. Nhìn chung thì vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tốt,
giúp phục hồi cơ thể sau căng thẳng và chấn thương. 7. Giúp hơi thở thơm mát. Ngoài giúp hơi thở thơm mát, chanh còn làm giảm đau răng và vươm nướu. Lưu ý là những axit citric có thể làm mòn men răng. Vậy tốt nhất bạn nên đánh răng trước khi uống nước chanh hoặc đợi một lúc sau hẵng đánh răng sau khi uống. Sau đó bạn có thể súc miệng bằng nước tinh khiết khi đã uống xong nước chanh. 8. Rất tốt cho làn da của bạn. Một khi có tác dụng như là chất có khả năng thanh lọc, loại bỏ những độc tố ra khỏi cơ thể, thì uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng sẽ tốt hơn cho làn da của bạn. Hơn nữa, vitamin C từ chanh sẽ giúp bạn trông thật trẻ trung, năng động bởi nó còn giúp làm giảm nếp nhăn và vết nám. 9. Giúp bạn trong cuộc chiến lại quá trình lão hóa. Chanh cung cấp một nguồn vitamin C dồi dào, có tác dụng như một chất chống oxy hóa tự nhiên. Nó giúp loại bỏ những gốc tự do có hại trong cơ thể, chặn đứng rất nhiều ảnh hưởng xấu cho làn da của bạn. Như vậy thì việc uống nước chanh ấm đều đặn sẽ đảm bảo được trang bị tốt để chống lại quá trình nếp nhăn và quá trình lão hóa sớm. 10. Giúp cơ thể bạn ngậm nước và cân bằng độ ẩm. Nước giống như một phương thuốc trường sinh giúp cơ thể bạn duy trì sự sống. Chanh còn là một loại axit có tính axit, khi vào trong cơ thể tính axit của chanh sẽ được chuyển hóa sang kiềm. Cơ thể có tính kiềm thực sự rất quan trọng để có một sức khỏe tốt. Do vậy, hãy uống một cốc nước chanh ấm để đảm bảo cơ thể bạn ngậm nước và cân bằng độ ẩm. 11. Trợ thủ đắc lực trong việc giảm cân. Bên cạnh việc mang lại cho bạn những cảm giác no từ nước chanh thì còn cung cấp nên một nguồn chất xơ cũng như vitamin C rất tốt cho kế hoạch giảm cân của bạn. Do đó, nếu bạn đang được khuyến cáo đi theo dõi trọng lượng cơ thể mình thì bạn nên bắt đầu một ngày mới với một ly nước ấm, nước chanh. Những điều cần lưu ý khi bạn uống nước chanh. 1. Uống nước chanh để giảm cân. Một cốc nước chanh vào mỗi buổi sáng là phương pháp giảm cân được ưa chuộng. Những phương pháp này sẽ là thảm họa cho dạ dày nếu bạn uống nước chanh lạnh hoặc uống khi đói. Nếu muốn dùng nước chanh để giảm cân thì bạn cần pha chanh với nước ấm, thêm một vài giọt mật ong nếu dạ dày bạn nhạy cảm. 2. Uống nước chanh khi đói. Uống nước chanh khi đói sẽ làm tăng axit trong dạ dày. Đây là lý do vì sao mà khi uống bạn sẽ cảm giác đói cồn cào, khó chịu. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, lâu dần khiến cho axit dạ dày tăng quá nhiều, dẫn đến viêm loét dạ dày và viêm loét tá tràng. 3. Pha chanh với nước quá lạnh hoặc quá nóng. Nước lạnh pha với chanh khi uống có thể gây sốc cho cơ thể. Ngược lại, nếu pha nước nóng có thể làm cho những enzyme có lợi trong chanh bị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống. Bạn chỉ nên pha chanh với nước ấm vừa đủ, bằng với thân nhiệt của cơ thể mới có tác dụng giảm mỡ, không ảnh hưởng đến dạ dày. Những thời điểm lý tưởng để uống nước chanh ấm giảm béo. Các chuyên gia cho biết thời điểm thích hợp nhất để uống nước chanh giúp phát huy hiệu quả bao gồm 30 phút sau những bữa ăn giúp giảm hấp thụ lượng đường, buổi sáng sau khi thức dậy thanh lọc cơ thể làm sạch đường ruột, 30 phút sau khi luyện tập thể dục, thể thao, cân bằng điện giải, bù lượng muối và hỗ trợ đốt mỡ thừa tốt hơn. Ngoài việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng thì bạn cũng nên uống một số loại sau cực kỳ tốt cho sức khỏe. 1. Nước lọc. Uống nước lọc vào mỗi buổi sáng sớm sẽ giúp đào thải chất độc, giữ độ ẩm, tăng cường trao đổi chất. Bạn nên uống từ 1 đến 2 cốc thức uống lành mạnh này sau khi mình thức dậy nhé. 2. Nước hoa quả. Thức uống lành mạnh vào buổi sáng không nhất thiết phải là nước lọc. Bạn có thể thêm một ít lát chanh, ít thảo dược, sữa chuột hoặc trái cây vào nước để có thêm vitamin. Nếu bạn cho vào chanh trong nước, bạn sẽ được tăng cường vitamin C, giúp loại bỏ, tăng cường miễn dịch, rất tốt cho sức khỏe. 3. Giấm táo pha loãng. Giấm táo có rất nhiều lợi ích đã được khoa học chứng minh như hạ đường huyết, giúp giảm cân. Ngoài ra, giấm táo cũng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn.
Để làm loại thức uống tăng cường trao đổi chất này, bạn chỉ cần pha khoảng 15ml giấm táo vào cốc nước và uống vào buổi sáng. 4. Nước có ga hoặc nước dừa. Nước có ga có thể là một thức uống lành mạnh giúp bổ sung nước. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là nên uống loại nước có ga tinh khiết, không đường. Và nước dừa tươi cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Loại nước uống lành mạnh này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, khoáng và những chất chống oxy hóa. 5. Nước trà xanh. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa. Vì vậy, nhấm nháp một ly trà xanh đem lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Một trong những lợi ích này là giúp tăng cường sự trao đổi chất. Hơn nữa, các nhà khoa học đã chứng minh trà xanh không chỉ giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất mà còn giúp đốt cháy những chất béo. 6. Cà phê bơ. Cà phê bơ là một loại cà phê có thêm bơ và dầu MCT, một hỗn hợp dầu dừa và dầu cọ. Cà phê đã được chứng minh là ảnh hưởng tích cực tới quá trình trao đổi chất. Nhưng uống một ly cà phê bơ vào buổi sáng còn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa. Cả cà phê và hỗn hợp MCT chứa những chất béo chuỗi trung bình có ảnh hưởng tích cực tới quá trình trao đổi chất. Tuy thức uống lành mạnh cho buổi sáng này rất ngon miệng, nhưng cà phê bơ không thể dùng thay thế cho bữa sáng của bạn được bạn nhé. 7. Nước ép rau. Nếu cà phê vào buổi sáng không giúp cải thiện sự mệt mỏi, thì bạn còn có thể thay thế bằng một ly nước ép rau xanh. Các chất dinh dưỡng trong rau xanh như cải xoăn hoặc rau chân vịt đã được chứng minh là có khả năng tăng cường năng lượng cho cơ thể. Các loại rau này cũng đặc biệt giàu sắt, giúp hỗ trợ cung cấp oxy cho cơ thể và giúp bạn xua tan mệt mỏi. 8. Trà Yerba Mate. Nếu bạn không thích cà phê thì vẫn có thể cung cấp được caffeine cho cơ thể bằng trà Yerba Mate. Bạn có thể tìm mua những túi trà này bên những trang bán hàng trực tuyến rồi đổ nước sôi vào để pha mỗi sáng. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm hiểu một số quán trà có bán loại nước uống này để đến thưởng thức. Yerba Mate là một nguồn cung cấp dồi dào những chất chống oxy hóa, vitamin và những ammonioxid. Có 169 hợp chất độc đáo có trong loại trà Nam Mỹ này giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể mà không hề gây ra những tác dụng phụ. 9. Nước cầu kỷ tử. Quả cầu kỷ tử chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và 8 loại axit amin thiết yếu. Loại quả này đã được đánh giá là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất trên hành tinh. Bạn còn có thể tìm mua ở một số siêu thị hay tiệm thuốc bắc và làm nước uống để bắt đầu cho ngày mới, giúp bổ sung nhiều vitamin cần thiết và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng uống nước cầu kỷ tử sẽ giúp tăng cường mức năng lượng, cải thiện hiệu suất thể dục, thể thao, giúp tập trung tinh thần tốt hơn, giảm căng thẳng và mệt mỏi. 10. Trà gừng. Dùng gừng là một cách chữa trị phổ biến khi bị đau dạ dày. Nhấm nháp trà gừng vào mỗi buổi sáng sẽ giúp làm giảm sự khó chịu ở dạ dày, giải cảm giác buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Để pha trà gừng, bạn có thể thêm một vài thìa gừng tươi đã nghiền nhỏ trong một cốc nước sôi và ngâm trong 5 phút. 11. Nước lô hội. Lô hội có khả năng tuyệt vời giúp chữa lành vết thương, chữa trị những vấn đề về da và còn có thể giúp hỗ trợ chữa trị những vấn đề về dạ dày. Ngoài ra, lô hội còn có khả năng chống viêm, giúp giảm viêm dạ dày tá tràng và cũng rất tốt cho những người bị hội chứng ruột kích thích. 12. Nước cà chua. Nếu bạn tham gia vào một bữa tiệc tối và uống hơi nhiều, bạn sẽ bắt đầu tham gia một ngày mới khá mệt mỏi và mất nước. Một thức uống lành mạnh vào buổi sáng như nước cà chua có thể giúp bạn bù nước và xả rượu. 13. Nước hầm xương. Ngày nay, nước hầm xương đã được biết đến với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là có tác dụng giã rượu rất tốt. Nước hầm xương có chứa những chất điện giải, vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần sau bữa tiệc. Hơn nữa, những chất điện giải như magie, kali và canxi giúp thay thế lượng natri và kali bị mất do uống rượu. 14. Sinh tố.
Một ly sinh tố với những loại rau củ, trái cây vừa là một thức uống lành mạnh vào buổi sáng mà vừa chứa đầy đủ những chất cần thiết cho bữa sáng đơn giản và lành mạnh. Bạn có thể xay cà chua với trà xanh và làm sinh tố tăng cường sự trao đổi chất. Những loại thức uống bạn nên tránh vào buổi sáng. Một số loại thức uống không nên uống vào buổi sáng sớm sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe mà bạn nên tránh như soda hoặc những loại thức uống nhiều đường tinh luyện, đồ uống tăng lực, rượu. Những đồ uống này có thể khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn hoặc gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng là thời gian vàng để cung cấp dưỡng chất và khởi động cơ thể. Các loại thức uống lành mạnh cũng là một cách rất tốt để nạp năng lượng và bù nước mà bạn nên chuẩn bị mỗi ngày đấy. Kênh Nhân Sạch Sống Khỏe xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.